Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh review nhà bán chính chủ của Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà 2 lầu nằm ngay chợ Lê Đình Cận, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, có mức giá là 890 triệu thôi. Chính là căn nhà này ha. Địa chỉ của căn nhà này nó là 21/7A đường Bia Truyền Thống, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Tuy nhiên chúng ta có thể đi vào bằng hẻm 213 đường Lê Đình Cận thì thuận tiện hơn khá nhiều. Thì con hẻm 213 Lê Đình Cận nó nằm ngay chợ Lê Đình Cận luôn, nên chúng ta cũng dễ dàng để di chuyển nhé. Thì căn nhà này có diện tích bề ngang là 3m35, chiều dài là 3m, có nợ hậu 4m7, kết cấu 1 trệt 2 lầu, có 2 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, có 1 ban công. Căn nhà có hướng chính tây, hẻm trước nhà rộng hơn 4m anh chị, mà nó là hẻm thông nha. Đấy, đây ha, đây, ok chưa? Giá bán cho căn nhà này chỉ có 890 triệu thôi. Đối với nhà này thì chúng ta sẽ mua bán bằng giấy tay và ra văn phòng thừa phát lại lập vi bằng làm chứng. Rồi, đấy là những thông tin chính của căn nhà này. Tiếp theo Trường Sơn mời các anh chị chúng ta cùng xem chi tiết căn nhà ha. Rồi, ok anh chị ha. Căn nhà chúng ta đây nè, 1 trệt 2 lầu ha, có ban công nè. Đây là con hẻm trước nhà đây, rộng hơn 4m nhé, chắc kia là phải 5m á. Thì hướng này chúng ta sẽ ra ngay chợ Lê Đình Cận nhé, ngay hẻm 213 Lê Đình Cận ha. Đó, xung quanh này nhà cao tầng ha. Đấy, nhà chúng ta bên đây ha. Hướng này chúng ta cũng ra được anh chị nhé. Đó, xung quanh này đây ha, nhà chúng ta đây. Đó, địa chỉ nhà đây anh chị nhá, 21/7A đường Bia Truyền Thống, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Nhà 2 lầu này. Đó, thì nhà chúng ta ha, bề ngang đây là 3m35 này, chiều sâu là 3m và nợ hậu 4m7 nha. Đây, trước nhà là có 2 lớp cửa này. Đó, nhà hiện tại đang trống và sẵn sàng giao nhà anh chị vào ở luôn. Nhà chúng ta là 1 trệt 2 lầu, có 2 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh nhá. Trên lầu thì chúng ta mỗi phòng ngủ sẽ có 1 phòng vệ sinh trong phòng. Dưới đây có 1 phòng vệ sinh nữa. Căn nhà có hướng chính tây nhá. Về nhà này thì có giá là 890 triệu và còn bớt lọc tân gia ha. Đối với nhà này chúng ta sẽ mua bán bằng giấy tay và ra thừa phát lại lập vi bằng làm chứng. Ok chưa? Một căn nhà 2 lầu xinh xắn nằm ngay chợ Lê Đình Cận, giá 890 triệu. Quá ok ha. Rồi, trên lầu 1 đây, chúng ta sẽ có 1 phòng ngủ nè. Chủ nhà cũng gắn sẵn quạt treo tường nha. 1 phòng ngủ nè, rộng rãi ha. Có phòng vệ sinh này. Ở đây chúng ta có thể làm máy giặt ha, để máy giặt hoặc là làm chỗ để tắm nha. Đấy, bên đây có cửa sổ này, có sẵn cái đồ để mình treo rèm này. Phía trước có ban công ha, ban công đây anh chị. Hẹn nè, hẹn trước nhà ha, xung quanh ha. Tươi mát chưa, không khí rất trong lành nha. Hướng này ha, ra được nè. Hướng này chúng ta sẽ ra ngay chợ Lê Đình Cận ha, xung quanh đây anh chị. Ok ha. Ở đây thì chúng ta có cái rèm này anh chị, có cái đồ phơi đồ nè, phơi đồ ha. Đây chúng ta dùng cái này quay để hạ xuống rồi quay đưa lên ha. Rồi, tiếp tục xem nhà anh chị. Có quạt treo tường ha, có đèn này, một căn nhà xinh xắn 2 lầu tuyệt vời ha, ngay chợ Lê Đình Cận, giá 890 triệu. Quá ok ha. Rồi, ok, trên lầu 2 này, trên lầu 2 đây có phòng ngủ này. Phòng ngủ này cũng được trang trí, trang bị cái giàn phơi nè, quạt treo tường nè, có cửa sổ ha, có phòng vệ sinh này. Ok chưa,
Tuyệt vời ha. Đấy. Ok ha. À rồi, ok anh chị ha. À như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem nhà thực tế và giao dịch trực tiếp với chủ nhà luôn ha. À, anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. À, rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.